Đến với ngày hội việc làm ngày hôm nay, Vietnam Airlines sẵn sàng hỗ trợ các em tìm hiểu về thị trường lao động hàng không qua việc giới thiệu, lắng nghe, tiếp xúc và tìm hiểu sâu hơn những nhu cầu của công việc tiếp viên hàng không, phi công, thợ máy, nhân viên mặt đất, từ đó định hướng cho mình con đường nghề nghiệp trong tương lai. We'll be right back.